Sưởng gỗ Mộc Nam Huy xin chào. 90% các anh chị khi đi mua các sản phẩm gỗ tràm bông vàng hàng lõi thì quý anh chị chúng ta đều bị lừa. Tại sao em công bố và khẳng định với quý anh chị cái điều này? Bởi vì quý anh chị cứ thử nghĩ lại mà xem em nói có đúng không nhá. Khi mà một cái sản phẩm gỗ tràm bông vàng hàng lõi được đăng lên thì cái giá của nó luôn luôn là nó sẽ cao hơn các cái sản phẩm tràm lai trên thị trường. Chất lượng của nó thì ai cũng biết rồi. Thứ nhất là cái màu sắc cây của nó vàng óng đều đẹp hơn. Cây nó cũng nặng hơn, tom nó mịn hơn và chắc chắn là cái độ bền của nó sẽ cao hơn. Em để ý rằng từ khi em ra những cái sản phẩm gỗ tràm bông vàng lõi này trên thị trường bây giờ thì có rất nhiều những cái sản phẩm tràm lai, người ta cũng gọi là tràm bông vàng lõi, rồi gọi là tràm rừng các kiểu. Nhưng tại sao em dám nói với quý anh chị là đến hơn 90% những cái sản phẩm đó nó đều là hàng lừa hết? Thì mời quý anh chị cùng đến với video này. Trước hết thì đây là video được quay trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ Mộc Nam Huy tại làng nghề đồ gỗ Hồ Nai, và xưởng mộc của chúng em một xưởng nữa nằm ở phía bên này. Nói về cây tràm bông vàng, đây là một dòng cây cũng không phải ai cũng biết đâu. Bởi vì nó rất là giống với cây tràm lai. Cây tràm bông vàng thì nó sẽ là những cái cây lớn có thời gian phát triển chậm, nó sẽ phát triển chậm hơn cây tràm lai rất nhiều. Thế nên thì cái sớ cây của nó, cái tom cây của nó rất là mịn, màu sắc của nó đẹp và cái độ bền của nó cao. Còn cây tràm lai nó là một cái giống cây gọi là cây cao sản, nó đã được qua lai tạo rồi, nhằm mục đích đó là trồng với thời gian phát triển nhanh hơn. Và đặc thù của những cái dòng tràm lai này là các công xưởng người ta cưa, như xưởng cưa bên cạnh của em đây, là người ta sẽ cưa và xuất khẩu đóng ba lết đó. Thế thì những cái dòng tràm lai này khi mà đóng vào đồ gỗ nội thất thì cái chất lượng của nó rất kém. Mọi người có thể xem cái chất cây của nó và cái đầu cây của nó để biết nhé. Thì cái đầu cây của nó anh chị xem này, khi mà cưa ấy thì cái cây của nó, sớ của nó rất là to, cho nên là cái vết cưa của nó khá là sơ. Và đồng thời thì cái cây này nó giữ một cái gọi là cái khả năng ôm tim, bởi vì toàn bộ nó là cây nhỏ mà, cho nên đa phần nó sẽ ôm tim. Cho nên khi cưa ra thì những cái đầu cây nó hay bị nứt. Như đây mọi người xem này, cái đống cây tràm cao sản, tràm lai, mọi người xem này, cưa ra là cái đầu cây hay bị nứt như vậy, bởi vì nó ôm tim. Đó, và cái màu cây của nó có phần nhạt hơn. Đó, cả ruột cả rác, rác rất là nhiều nhá. Đây mọi người xem này, cả ruột cả rác, rác rất là nhiều luôn. Nhưng mà khi mà mọi người nhìn sang cây tràm bông vàng ấy, mọi người nhìn cái cây đó bên này này, cái cây em đi cưa về em vẫn quay cho quý anh chị xem ấy. Thứ nhất là cái cây của nó đặc lõi hơn. Đó, anh chị nhìn nó sẽ ít ít cái hạn, ít cái vấn đề gọi là lứt đầu cây. Nhưng mà mọi người nhìn sang cây tràm lai thì cái tỷ lệ lứt của nó rất là cao. Đúng không ạ? Đây là cây mới nhá. Cái cây này để vài hôm nữa nắng nó khô á, nó còn lứt to hơn nữa cơ. Đó. Và cái dòng cây tràm bông vàng này, cây của nó rất là nặng, đanh chắc, mọi người nghe cái tiếng cây của nó này. Đó. Đó, rồi mọi người nghe thử cây bên này nhé. Đó. Đó. Mọi người nghe hai tiếng cây nó rơi xuống là mọi người nghe là biết ngay. Rồi tiếp theo nhé, mọi người nhìn cái sản phẩm đồ gỗ khi đóng xong. Những cái sản phẩm mà thật sự nhiều khi xem những cái video ấy, rồi xem những cái sản phẩm mà những người mà ta giới thiệu với khách hàng ấy, người ta nói là cây của em là cây tràm bông vàng rừng lõi các kiểu, mà thật sự mình nhìn cái hàng đó là mình nhìn là biết ngay. Và không phải chỉ riêng Hồ Nai nhé, em nói là quý anh chị là nó gần như thành một cái xu hướng và nó kéo dài đến tận các tỉnh ở dưới miền Tây nữa. Đó, cũng có những đơn vị quay lên những cái hàng hoàn toàn, em xin khẳng định đó là cây tràm lai, nhưng mà vẫn quảng cáo là cây tràm bông vàng lõi, tràm rừng. Thì chia sẻ cho quý anh chị em cái kinh nghiệm để mình nhìn cái sản phẩm rất là dễ để phát hiện. Thì trên những cái hàng này, hàng chợ chuyên gia người ta có một cái màu sơn, đó là màu sơn đậm, màu sơn cánh gián trở lên. Đó, và dù có sơn màu gì ra nữa thì mọi người vẫn nhận ra. Thế thì mọi người để ý nhá, đối với cây tràm bông vàng ấy, thì mọi người nhìn cái ghế bên này này, cái ghế cây của nó ấy là nó lõi, là lõi trần trên dưới. Đó, tất nhiên thì nó vẫn có tỷ lệ bán rác, mình vẫn chấp nhận, nhưng mà không bao giờ nó có chuyện rác nhiều như cái cây tràm lai này. Mọi người nhìn cây tràm lai nhé, như cái tó này thì một lửa trên của nó là ruột đúng không ạ, cái lửa bìa trắng này nó là rác này, hay là như những cái cây này cũng vậy, đen là ruột này, trắng này là rác. Chắc là quý anh chị nhìn qua video là nhận ra ngay đúng không ạ? Đó, thì với những cái cây tràm lai này ấy,
luôn luôn là đóng theo kiểu thị trường, chuyên để cạnh tranh về giá, thì những cái dòng này luôn luôn là cái độ dày của nó sẽ khác biệt. Như bên này mọi người xem, cái độ dày của mặt ván nó chỉ có 1 phân thôi. Đó, còn trên cái dòng tràng bung vàng lõi chứ em đóng này, mặt em đóng là mặt 2 phân cưa. Đó, bây giờ đo thì nó sẽ còn lại khoảng chừng 1 phân 8. Đó, thì mọi người thấy rằng cái độ dày của nó đã gấp đôi. Tính ra bây giờ em nói thật chứ bán một cái bộ ghế, bàn ghế như này, chúng em hoàn thiện, chúng em quay lên bán với giá hoàn thiện là 9 triệu rưỡi. Nhưng mà có những cái sản phẩm tràm lai người ta quay, người ta bán thậm chí còn ngang giá hay còn cao hơn. Đó, mà khách hàng thì lại không hề hay biết. Thật ra thì để mà nói với quý anh chị chúng ta rằng là chỉ cần một cái lời nói nó lệch đi một chút thôi thì cái mức độ lợi nhuận kiếm vào rất là dễ. Để nói với quý anh chị chúng ta là thực ra kiếm tiền không hề khó ấy, quý anh chị nhá, không hề khó ở trên thị trường. Nhưng mà kiếm tiền bằng cái sự chân chính nó mới thực sự là khó. Đây mọi người nhìn những cái bàn của bên em làm này, cái cây già lõi đanh trần như này. Tất nhiên thì chúng ta vẫn nói với quý anh chị rằng cái độ lõi của nó là cao nhất chứ không phải là tuyệt đối 100%. Trên những sản phẩm này chúng em vẫn khẳng định với quý anh chị là độ tinh lõi là 95%. Đó, trở lên. Và tiếp theo cho mọi người xem cái trụ nhá. À, cái trụ mà đặc lõi mọi người nhìn, cái cây của nó rất là đẹp, vân của nó rất là rõ ràng. Còn cái trụ tràm lai mọi người cứ để ý là nó hay có những cái rác cháy rất là to, những cái xoáy rất là to. Thì trên những hàng đó mọi người để ý sau này nó sẽ xì mủ hoặc là nứt xé. Và tỷ lệ nứt xé của những cái sản phẩm tràm lai thì chắc là em chắc không cần phải nói thêm với quý anh chị nữa, bởi vì chúng ta chỉ cần nhìn cái đầu cây từ lúc cây nó mới cưa ra là chúng ta biết ngay. Đó, nhìn hai cái cây tràm bung vàng và cây tràm lai nó là khác biệt. Đó, bởi vậy em mới nói là tại sao khi quý anh chị chúng ta đi mua thì sẽ tới tầm 90% các anh chị bị lừa. Đó, bây giờ nói với quý anh chị như làm ăn buôn bán mà làm lấy thương hiệu, làm mà để bán một cái sản phẩm chất lượng thật, đôi khi mình lại bị gặp khó khăn nhé quý anh chị nhé. Như mình giới thiệu những sản phẩm như này, mình nói là tràm bung vàng lõi, giá thì mình công khai, nhưng mà nhiều khi cái mức độ cạnh tranh của mình so với những cái sản phẩm tràm lai, tràm chợ thì chính nó lại là hàng cái sự khó khăn. Đó, cho nên là nhiều khi như chúng em là những người mà muốn đưa ra thị trường những sản phẩm đẹp, chất lượng và muốn đưa ra cho quý anh chị những cái sản phẩm giá trị, thì đôi khi chúng em lại gặp khó khăn và vướng mắc bởi những cái quảng cáo nó thực sự không thật. Đó, lời nói này thì em không dành riêng cho bất kỳ đơn vị nào. Nhưng mà em có xem được những cái video quảng cáo, nói chung là từ hôm nay đổ về cho tới hết các tỉnh miền Tây. Thậm chí nhiều khi xem video mình nghĩ phát ngại được. Đó, có những cái sản phẩm tràm lai rõ ràng mình nhìn là mình biết luôn, nhưng mà cứ hô hào là quý bà con là đây là tràm rừng, tràm lõi, tràm rừng, mà thật ra nhìn rác còn nhiều hơn cả ruột, vẫn quảng cáo được. Và kinh nghiệm cho mọi người khi đi mua đồ gỗ nhé, tốt nhất là lên tới xưởng. Và khi tới xưởng ấy thì anh chị lên tới tận làng nghề luôn. Cái xưởng gỗ thì nó phải nằm trong làng nghề như xưởng em này. Mọi người nhìn xung quanh tứ bề nó là cái xưởng, bởi vì đây nó mới là cái xưởng sản xuất thật, nó nằm ở trong làng nghề. Đó, từ làng nghề này ra sẽ ra cho quý anh chị những cái sản phẩm tốt nhất và chất lượng nhất cũng như là giá trị nhất. Quý anh chị tránh mua những cái sản phẩm trôi nổi và tránh xem những cái video của những đơn vị người ta chỉ có nhập hàng về bán thôi. Thật ra thì những người nhập hàng về bán nhiều khi mình trách họ là họ quảng cáo sai thì cũng nhiều khi là cũng chưa chắc đã đúng. Nhưng mà nói thật với quý anh chị rằng có khi nhiều khi họ còn chẳng biết gì về gỗ cơ. Nói thật sự là như vậy, nhiều khi họ chẳng biết gì, thì thấy người khác nói thì cũng nói theo. Nhưng mà thật ra nói về yếu tố kỹ thuật mù tịt, không biết gì cả. Đấy, ngay như cả cây tràm bung vàng với cây tràm lai thôi, chưa chắc người ta đã biết. Nhiều khi có những lời quảng cáo nó rất là sai và ảnh hưởng đến thị trường nói chung, và ảnh hưởng đến uy tín, và ảnh hưởng đến cả những làng nghề dành cho cả những người người ta muốn làm ăn chân chính, người ta cũng khó làm nữa. Cảm ơn mọi người đã cùng theo dõi video ngày hôm nay. Nếu đây là một video hữu ích, mong là mọi người có thể chia sẻ để cho quý cô bác anh chị gần xa mình sẽ biết cách để mà mình phân biệt những cái dòng gỗ này. Thật ra thì trên một bộ bàn ghế giữa tràm lai và tràm bung vàng nó lệch nhau cũng chẳng đáng bao nhiêu, tính phần trăm thì đôi khi nó cũng chỉ có vài chục phần trăm thôi. Đó, nhiều khi 30-40% là cao lắm rồi. Chứ để mà nói rằng là vì nhiều khi vì lợi nhuận ấy, vì một chút cái đồng tiền còn con ấy mà làm ảnh hưởng đến cái thương hiệu, ảnh hưởng đến uy tín chung của làng nghề, và đi xa hơn thì nó lại là cái phúc đức của mình, thì thật sự là không đáng nhé. Chia sẻ một chút tới quý anh chị khán giả. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại.